Xin chào các bạn đã đến với kênh Netizen Reacts. Các bạn thân mến, có một bác cựu chiến binh của Việt Nam từng nói thế này: mỗi phố là một mặt trận, mỗi nhà là một pháo đài, mỗi người là một chiến sĩ. Điều này cũng chẳng hề sai đâu. Khi giặc đến nhà thì người già, người trẻ, đàn ông, đàn bà gì cũng xung phong mà đánh. Thậm chí còn ngỡ ngàng hơn, ở Việt Nam chúng ta thì ngay cả những đứa trẻ con đang tuổi ăn, tuổi chơi, vắt mũi chưa sạch cũng sẵn sàng xung trận chiến đấu nữa cơ. Vâng, nghe thì ảo thật đấy. Nhưng nếu bạn chưa tin những điều mình nói thì cứ xem hết video hôm nay sẽ hiểu liền. Chuyện là mới đây, một video quay lại hình ảnh các em nhỏ Việt Nam hành quân trên đường đã gây sốt mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người Trung Quốc lại vào đầu bứt tai tự hỏi rằng người Việt Nam tập quân ngũ từ khi còn học mầm non hay sao? Bất ngờ, ngạc nhiên, kèm theo chút gì đó sự lo lắng. Nhiều netizen đã để lại những bình luận khó tin. Hôm nay, chúng ta cùng nhau đi xem thực hư câu chuyện này là như thế nào nhé. Cụ thể thì thời gian vừa qua, trong không khí nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, nhiều trường học trên cả nước đã có những hoạt động tích cực để giúp thế hệ trẻ được giáo dục lòng yêu nước ngay từ khi còn nhỏ. Trong đó, trên mạng xã hội đã liên tiếp xuất hiện những video và hình ảnh của các chiến sĩ nhí với bộ quân phục màu xanh, đeo ba lô đầy lá cây cùng chiếc nón tai bèo đi hành quân khắp trên đường phố. Và cũng chẳng có gì là lạ, những video đáng yêu này cũng được đăng tải lên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc, nước bạn láng giềng thân yêu của chúng ta. Chẳng hạn như đoạn video cực hot này, video có tiêu đề "Huấn luyện quân sự Việt Nam bắt đầu từ trẻ sơ sinh, trẻ em mầm non Việt Nam xuống đường ăn mừng ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4. Trước khi đến với phần bình luận, chúng ta hãy cùng nhau ngắm nhìn những hình ảnh về những chú bộ đội nhí vô cùng dễ thương này nhé! Trong clip là hình ảnh của các cháu bé được chuẩn bị quân phục có ngụy trang lá cây. Các bé đi hàng lối rất đẹp, còn chống gậy như đang hành quân thật. Dưới cái nắng sớm của ngày hè, các bạn nhỏ khoác trên mình bộ quân phục xanh với mũ tai bèo, ba lô trên vai, ra dáng những người lính thực thụ. Từng động tác, đội hình, đội ngũ, những tư thế tập luyện đều được các bạn nhỏ thể hiện dứt khoát, mạnh mẽ và chuẩn xác. Các con không đùa giỡn mà rất nghiêm túc, dù là vác súng giấy, chờ xe đạp thổ phiên bản mini. Nhưng các bạn nhỏ rất tập trung làm đúng vai trò của mình. Chắc các con đã tập luyện rất kỹ cho buổi hành quân này. Những bụi cây non biết đi thật dễ thương và mạnh mẽ. Bên cạnh đó còn có cô giáo đi cùng để chỉ đường dẫn dắt các con. Vì sự dễ thương quá sức của các em nhỏ Việt Nam, đến nay video này đã thu hút hàng chục nghìn view với hơn 1.600 comment đến từ netizen Trung Quốc. Vậy người Trung Quốc đã nói những gì? Ngay bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe nha! Con cái chúng ta chơi game di động trong khi Việt Nam đang huấn luyện quân sự. Người Việt Nam đã làm được, giáo dục quốc phòng bắt đầu từ trẻ em, thật là một quốc gia đầy niềm tin và hy vọng. Con cái chúng tôi bây giờ đang khóc và lăn lộn trên sàn bất cứ khi nào chúng có thể nhớ được việc chơi game trên điện thoại di động mà cha mẹ không cho phép. Còn học sinh cấp 2 chỉ biết tô son đánh phấn và nhảy múa trên mạng. Trẻ em Việt Nam thật tuyệt vời. Tại sao nhiều người Trung Quốc thả tim video này? Hãy nhớ rằng, quân đội Việt Nam rất đáng sợ và những con búp bê dễ thương này có thể gặp chúng ta trên chiến trường trong tương lai. Chẳng phải là Việt Nam đang chuyển từ chiến tranh xâm lược sang chiến tranh phòng thủ sao? Tại sao lại huấn luyện cho trẻ em từ khi còn nhỏ xíu như thế này? Những đứa trẻ này có ánh mắt rất sắc sảo, có phải họ cũng đang chuẩn bị cho chiến tranh không? Chết rồi, Trung Quốc phải hành động ngay trước khi quá muộn. Tôi cảm thấy có một khoảng cách với trẻ em ở trường chúng ta. Trẻ em ở trường trong nước khóc lóc, quấy khóc với bố mẹ khi ăn uống và chơi game. Còn trẻ em Việt Nam rất nghiêm túc và được giao nhiệm vụ cao cả. Lớn lên một chút, chúng sẽ biết cầm súng. Lớn hơn nữa, biết ném bom. Thật không hổ danh là con hổ của châu Á. Đây có phải là kế hoạch để Việt Nam tích lũy sức mạnh và chuẩn bị tấn công Trấn Nam Quan lần nữa để ăn mừng năm mới 2025 ở Quảng Đông? Áp lực sinh tồn ở một đất nước nhỏ bé, cuộc sống là không dễ dàng. Ngay từ khi mới sinh ra, người Việt Nam đã phải gánh trách nhiệm trên vai. Xe đạp chở hàng trên đường Hồ Chí Minh, hóa trang bởi trẻ em Việt Nam. Thật là một cảnh ấn tượng. Những năm 79, cũng phụ nữ và trẻ em Việt Nam làm gỏi hàng vạn lính Trung Quốc đấy. Dù là đứa trẻ mầm non, nhưng khi nó yêu nước, nó cũng sẽ là một đối thủ không thể coi thường. Việc dạy những điều này khi còn trẻ có ích lợi gì? Tại sao không học hát, nhảy và vẽ? Trung Quốc là trung tâm của thế giới, chúng tôi không cần tập luyện cực khổ như vậy. Nếu các bậc cha mẹ hiện nay ở Trung Quốc nhìn thấy con cái của họ phải vất vả như thế này, họ sẽ tẩy chay ngôi trường ngay lập tức. Hiện nay, Việt Nam đang học hỏi những thứ tiên tiến của Trung Quốc và đang phát triển rất nhanh, nên phải đề cao cảnh giác. Ngay cả đứa trẻ cũng biết cách vác súng như vậy, thật đáng quan ngại. Điều tôi thấy là học sinh cấp 2 của chúng ta phải được cha mẹ đón và đưa khi đi học và về nhà.
Điều đó thật đáng xấu hổ. Cá nhân tôi cảm thấy giáo dục quốc phòng của chúng ta nên đi sâu vào trường học. Nước người ta bắt đầu từ trẻ sơ sinh, nhưng ở nước ta, trẻ con suốt ngày xem điện thoại, ca hát, kêu meo meo. Ông bà sợ trẻ ngã, suốt ngày cho chúng ở trong nhà và không dám cho ra ngoài. Nền giáo dục của chúng ta cũng phải như vậy. Chúng ta nên trau dồi giáo dục yêu nước và giáo dục quốc phòng ngay từ khi còn nhỏ. Chúng ta hãy dạy cho trẻ con không nên yêu quần áo thiếu vải của phương Tây, mà hãy yêu quân phục. Chúng ta phải thay đổi ngay bây giờ. Nhìn thoáng qua các em nhỏ mình tưởng là người Trung Quốc, công nhận giống thật, họ cũng mặc trang phục rất giống chúng ta. Các bạn sợ gì? Chúng ta hàng năm đều huấn luyện quân sự mà. Chẳng lẽ người lớn không đánh lại trẻ con? Tại sao nhiều người tỏ ra sợ hãi đến vậy? Trên đây là một số comment của netizen Trung Quốc. Người Trung Quốc đúng là có trái tim thật mỏng manh, miệng thì chê bai nói Việt Nam chúng ta không là gì đối với họ, nhưng trong lòng thì lúc nào cũng sợ sệt trước bất kỳ nhất cử nhất động nào của Việt Nam chúng ta. Hài hước hơn là có một số bạn Trung Quốc lại vào comment kiểu thế này: Việt Nam huấn luyện bộ đội từ bé luôn à? Đề nghị tăng cường quân đội lên các vùng biên giới vì đây là âm mưu lâu dài của Việt Nam, không nên bất cẩn. Rồi còn bảo là sao trẻ em lại không mặc bình thường mà lại mặc quân phục? Phải chăng đây là một kế hoạch ngầm? Thật khiến chúng ta phải bật cười. Hơn nữa, thật vô lý khi có một số bạn netizen Trung Quốc lại đi tò mò thắc mắc về cách giáo dục thế hệ sau của người Việt Nam. Ai nói rằng trẻ con thì không được phép tìm hiểu về kiến thức quân sự cơ chứ? Cái này là kỹ năng sinh tồn, bất cứ ai cũng nên biết, vì tương lai không ai biết trước điều gì cả. Có lẽ họ đã sống trong cái giếng của mình quá lâu, nên không biết rằng ở Việt Nam chúng ta, mỗi độ hè về hay trong bất kỳ dịp lễ lớn nào của đất nước, phụ huynh đều mong muốn con em mình có một sân chơi bổ ích, lành mạnh để góp phần rèn luyện, giáo dục hoàn thiện bản thân, hình thành nhân cách tốt. Và trong đó, những chương trình hành quân thiếu nhi thế này là rất phổ biến ở Việt Nam. Đứng trong hàng ngũ, từ những cô bé, cậu bé nhút nhát có thể trở nên tự tin và năng động hơn. Hành quân trên đường hay hoạt động học kỳ quân đội ở Việt Nam chúng tôi rất thường xuyên xảy ra, chẳng có gì làm lạ cả. Và đặc biệt là phụ huynh ở Việt Nam chẳng ai trách móc nhà trường vì những hoạt động có ý nghĩa thế này. Còn nếu các bạn Trung Quốc lo lắng rằng Việt Nam chúng tôi bắt trẻ em tập quân sự từ khi còn nhỏ để tấn công các bạn thì xin thưa, không có đâu. Huấn luyện quân sự của Việt Nam là để mỗi người dân khi đất nước cần đều có thể trở thành một chiến sĩ. Còn bên Trung Quốc thì dân thường tư duy rằng có quân đội là đủ, dân thì không cần chiến đấu. Gần như đại đa số các nước lớn đều nghĩ vậy. Và đó mới là điểm yếu chết người. Đó là khác biệt của nền giáo dục của Việt Nam với các nước khác. Khi có chiến tranh thì mỗi người dân là một chiến sĩ. Muốn giữ hòa bình phải chuẩn bị cho chiến tranh. Đó là phương châm hành động của Việt Nam. Nên ngay từ bé, các em nhỏ đều đã có ý thức phải yêu nước và mai sau lớn lên dựng xây đất nước. Không biết các bạn thế nào, con mình thì nhớ mãi những ngày còn nhỏ, lon ton chạy theo mẹ. Khi đó hát chưa rõ lời, nói chưa rõ tiếng, nhưng mình đã rất thích. Em thích làm chú bộ đội, bước 1, bước 2, vai chú mang súng mũ cải ngôi sao đẹp xinh. Trong non nớt của mình hiện lên hình ảnh chú bộ đội thật oai phong, lẫm liệt và rất đáng tự hào. Tình yêu tổ quốc bắt đầu từ đó chứ đâu. Và mình tin rằng đằng sau những hình ảnh đẹp ấy sẽ là những bài học, những tình cảm đẹp về tinh thần yêu nước đang được vun đắp, lớn lên trong tâm thức của những mầm non tương lai. Các bạn có cảm nghĩ gì sau khi xem video này? Bình luận cho mình biết nhé! Các bạn ơi, đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn để khép lại video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Netizen Reacts để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.